Đầu bếp kia là phó, đây là phó ban chị Bông, đây là trưởng bà Quế, bà ngoại Papi, bà Nhâm, bà ngoại Mích, đây là cậu Minh, trưởng ban cắm hoa, nhân viên cắm hoa, cậu Minh chỉ là phó cắm hoa, đây là Đức, thường dân, phó thường dân, phó. Là vợ Thảo. Ở đây là nhân vật chính, ăn mãi không hết. Mẹ của Pika, ca mãi không hết. Nhân vật chính hôm nay đây. Pika là người bé nhất nhà. Hôm nay là ngày của Pika đấy, Pika nhà. Hôm nay là ngày của Pika. Cả ông kia nữa. Cả ông anh này nữa, ông phá đá này. Nào.